Trong năm 2019 sẽ có hơn 1.300 ngôi nhà an toàn được xây dựng và 1.300 hecta rừng ngập mặn được trồng mới và phục hồi. Đây là thông tin tại cuộc tổng kết công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và Bộ Xây dựng tổ chức. Năm 2018, dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam đã triển khai xây dựng được 1.098 căn nhà an toàn, hỗ trợ trồng và phục hồi gần 2.000 hecta rừng ngập mặn, đồng thời triển khai thực hiện các khóa tập huấn cho hơn 15.000 cán bộ các cấp và người dân ở 100 xã về lập kế hoạch và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. There have been over 1,300 storm resilient houses, and that's low cost storm resilient houses for poor and vulnerable in the coastal communities. So this should have a significant impact. Also, some of the results are seasonal. It's key that we address the mangroves and during the right planting season, and also that we get the storm resilient housing in place before the storm season. So there will be different results achieved over the course of the year. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án năm 2018 và đề xuất các giải pháp để có thể triển khai thực hiện tốt kế hoạch các năm tiếp theo của dự án. Trong số tổng kinh phí thực hiện khoảng 42 triệu đô la đến năm 2021, có 29,5 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Khí hậu Xanh GCF, 10,9 triệu đô la Mỹ vốn đối ứng từ Chính phủ Việt Nam và 1,6 triệu đô la Mỹ từ UNDP. Các tỉnh tham gia dự án cũng khẳng định cam kết bố trí vốn đối ứng. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp hỗ trợ thực hiện dự án. Thứ nhất là tháo gỡ một số cái vướng mắc khó khăn từ cái chính sách, đặc biệt là chính sách cho cái người dân được hưởng lợi ven biển ấy, thì trước đây thì theo quyết định 48 thì cái quyết định theo chuẩn nghèo cũ, bây giờ sang chuẩn nghèo mới thì phải xin cấp có thẩm quyền để phê duyệt. Đây là một cái vướng mắc cần phải tháo gỡ ngay. Cái thứ hai là các địa phương những vướng mắc về đơn giá định mức trong cái việc trồng rừng tương đối thấp, khi mà ký cái hiệp định tương đối thấp so với lại thực tiễn Việt Nam cũng là một cái khó khăn. Cái thứ ba là những vấn đề như bố trí vốn đối ứng rồi vấn đề chỉ đạo thực hiện. Cho nên là cần cái sự nỗ lực vào cuộc ngay từ đầu năm. Bắt đầu triển khai thực hiện từ cuối năm 2017, mục tiêu của dự án là tăng khả năng chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển trước các tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam, thông qua nhà ở an toàn cho các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương do bão lụt ngày càng gia tăng. Tăng mạnh tỷ lệ che phủ rừng ngập mặn, cung cấp khu đệm tự nhiên giữa biển và các cộng đồng ven biển, thông tin rủi ro khí hậu đáng tin cậy giúp hướng dẫn lập kế hoạch chống chịu với biến đổi khí hậu.